Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đi đến bất cứ khu dân cư nào từ các xóm làng tại các huyện, thị xã hay giữa trung tâm thành phố Hưng Yên, không khó để bắt gặp hình ảnh những con chó thả rông không đeo sọ mõm, vô tư chạy nhảy khắp nơi. Ngay cả những nơi công cộng như công viên, các tuyến đường, tuyến phố, tình trạng chó thả rông cũng diễn ra khá phổ biến, trong đó có nhiều loài chó ngoại, chó lai rất to và hung dữ. Điều này đang trở thành nỗi bất an đối với nhiều người dân bởi nguy cơ bị chó tấn công bất cứ khi nào. Sự việc đau lòng xảy ra vào tháng 4 năm 2019, một cháu bé 7 tuổi đã bị đàn chó dữ gồm 6 con nuôi thả rông của gia đình bà Lê Thị An cắn chết tại khu vực sân bóng thuộc thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Bà An sau đó đã bị công an huyện Kim Động khởi tố về tội thả vật nuôi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Tại công viên Nam Hòa và công viên An Vũ, thành phố Hưng Yên, vào thời điểm mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, nhiều hộ dân xung quanh khu vực vô tư thả chó chạy tự do, phóng uế bừa bãi. Họ coi đây là việc sinh hoạt bình thường, khiến nhiều người dân bức xúc. Chúng tôi thường xuyên đi bộ, mà gặp những người ta thả rông nên mình cũng phải cảnh giác, sợ không may nó đập vào chân mình hoặc nó có cái gì thì mình thấy nó không được, không đúng cái quy định. Thường người ta cứ đến cái giờ người ta đưa nó ra đây để cho nó phóng uế mà. Đến cái từ giờ tầm buổi sáng hay buổi chiều người ta cứ nhốt trong nhà, xong đến lúc tầm là người ta đưa nó ra ngoài công viên để cho nó phóng uế ra cái khu vực vườn cỏ này. Quy định về bắt buộc phải đeo sọ mõm, không để chó thả rông, phóng uế đi ra nơi công cộng phải có dây xích, đã ra đời cách đây từ rất lâu. Với những mức phạt cụ thể cho từng loại vi phạm, nhưng nhiều người không biết đến hoặc có biết nhưng cố tình làm ngơ, chính quyền địa phương cũng chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở, chưa kiên quyết xử lý. Việc mà người dân nuôi chó thả rông ra đường thì cũng vẫn còn cái tình trạng nuôi chó thả rông ra đường, thậm chí còn thả rông ra cái khu vực công viên. Trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đã triển khai đến các cái tổ dân phố, đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố lập các cái danh sách đối với từng hộ dân ở trên địa bàn khu phố có nuôi chó, và thường xuyên kiểm tra hoặc là giám sát xem có hộ dân nào mà thường xuyên thả chó ra cái nơi công cộng thì lập danh sách gửi lên lên phường. Để chúng tôi sẽ cử cái đoàn công tác xuống trực tiếp, trước tiên là vận động tuyên truyền cho người dân, sau đó thì nếu vẫn cố tình thì chúng tôi sẽ có các cách chế tài để xử lý. Tình trạng nuôi chó thả rông không dọ mõm, không có sự quản lý của chủ chăn nuôi diễn ra phổ biến tại các làng quê, nhà ít thì một con, nhà nhiều từ 2 đến 3 con. Thậm chí việc thả rông chó ở các vùng nông thôn dường như đã trở thành một điều hiển nhiên. Đã có nhiều người dân bị chó cắn hoặc chấn thương nặng do đâm vào chó khi đang tham gia giao thông. Em thấy người dân thả chó ở ngoài đường rất là nhiều. Và người dân đi đường thì không may tông trúng vào và rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Việc nuôi chó thả rông không dọ mõm tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh dại rất cao khi bị chó cắn. Theo lãnh đạo chi cục thú y tỉnh, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các huyện, thị xã, thành phố đạt mức thấp. Trong khi đó, trên thực tế đã có nhiều trường hợp chó cắn người gây thương tật, mắc bệnh dại dẫn đến tử vong. Cho đến nay, cái tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho chó mèo trên địa bàn tỉnh chưa cao, còn thấp, mới đạt tỷ lệ trên 5% so với tổng đàn. Thực trạng chăn nuôi hiện nay là chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu gia đình và tự do, cho nên là vẫn còn hiện tượng chó thả rông không đeo dọ mõm và có hiện tượng cắn người ở nơi công cộng. Nhiều hộ chăn nuôi còn chưa tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh dại cho chó mèo theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Một số chính quyền địa phương còn có tư tưởng chủ quan lơ là trong công tác tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Theo thống kê của Cục Thú y, trong 10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn 27 tỉnh thành trong cả nước có 276 người bị chó thả rông cắn, làm 65 người chết vì bệnh dại. Cùng với đó là hàng nghìn vụ tai nạn giao thông do đâm phải chó thả rông khi tham gia giao thông.
Theo khoản 3 điều 2 Nghị định số 04 năm 2020 của Chính phủ có quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Nếu chó thả rông gây hậu quả chết người, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và tới đây thì chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.